Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chè sâm bổ lường. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có một lạng bo bo, một lạng táo đỏ, một lạng nhãn nhục, một lạng sen tươi, 20g rong biển và một cái nấm tuyết. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đổ bo bo vô ta nấu. Và đây ta đổ hạt sen vào ta hầm. Bây giờ thì hột sen của mình đã nhừ rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Và cái bo bo của ta cũng nhừ rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Các bạn và các cháu ơi, mình nấu bo bo mình nấu như nấu cháo á. Khi mà bo bo nhừ rồi thì ta tắt bếp. Bo bo nhừ rồi ta tắt bếp. Bây giờ mình đổ bo bo ra cái rây này cho nó ráo nước. Bây giờ ta bắt đầu đi nấu đường phèn. Đây là 3 lạng 300g đường phèn. Ta đổ vào 300g nước. Mình cũng cho vô một chút xíu muối. Bây giờ mình cho một chút vani. Mình nấu 3 lạng đường phèn nha các bạn và các cháu. Nếu mình không có nấu đường phèn thì mình nấu đường thường cũng được, nhưng mà đường phèn thì nó ngon hơn. Bây giờ nồi đường của mình tan rồi, ta bắt đầu đổ táo đỏ vào. Trong khi chờ táo đỏ nở thì mình đi cắt nấm tuyết. Mình các bạn ơi, mình cắt cái vòng vàng này đi này. Nấm tuyết này thì ta không cần phải nấu. Nấm tuyết và phổ tai ta không cần phải nấu. Các thứ này, các thứ là nấu về sâm bổ lượng là mình mua ở trong hàng tạp phẩm. Mà hàng tạp phẩm lớn đó các bạn à, các cháu ạ. Chứ nếu hàng tạp phẩm nhỏ thì không có đâu. Hột sen, phổ tai, nhãn nhục,
Với lại nấm tuyết này ta mua ở trong hàng tạp phẩm lớn. Ta nấu ta chờ cho cái táo này nó nở ra hết, hết nhanh nheo là được. Bây giờ thì mình đổ nước nước ngâm nhãn vào trong này các bạn ạ. Đó, cái nước ngâm nhãn. Và nước mình hầm sen, nước hầm sen mình đổ vào đây luôn. Bây giờ thì nồi táo đỏ mình đã sôi và đã nở hết rồi. Ta bắt đầu đổ nhãn vào. Và cái phổ tai và nấm tuyết của ta không cần nấu các bạn ạ. Các bạn và các cháu ạ, phổ tai và nấm tuyết ta không cần nấu nữa. Còn hột sen thì ta nấu đã chín rồi, đã nhừ rồi. Còn ba bo ta nấu cũng nhừ rồi. Bây giờ nồi nhãn của ta sôi. Sôi là ta bắt xuống. Nhắn ra sôi ta bắt xuống, ta tắt bếp. Bây giờ ta đổ bo bo vào. Nếu mà mình bán thì mình để bo bo riêng, khổ tai riêng. Còn mình ăn thì mình đổ chung hết rồi các bạn ạ. Mình đổ hạt sen vào luôn. Còn nấm tuyết và phổ tai thì ta để nguội đã đổ vào, chứ ta đổ vào bây giờ thì nó sẽ nhừ. Mình thấy ngọt quá các bạn ạ. Ngọt quá, châm thêm nước. Mình nấu ngọt quá mình châm thêm nước. Bây giờ thì ta quạt trong nguội, ta cũng bỏ nấm tuyết vào và vỗ tay vào. Bây giờ mình bắt đầu đổ chè sâm bổ lượng ở cái tô này các bạn ạ. Đây là mình cân được 1,6 kg rồi. Bây giờ ta cân nấm tuyết với lại nấm mèo xem được bao nhiêu nữa.
Các bạn và các cháu ơi, mình cân được 1,6 kg rồi. Bây giờ vừa nấm tuyết vừa nấm mèo ba lạng là 1,9 kg. Ta nấu 3 lạng đường, ta cân được 1,9 kg. Mình nấu 100g nhãn, 100g hạt sen, 20g phổ tai, nãy mình nói lộn là nấm mèo, và một cái nấm tuyết, và 100g hạt bo bo. Một trăm gram hạt sen, 100g hạt bo bo, 100g táo, với lại 20g phổ tai, với lại một cái nấm tuyết, 300g đường. Bây giờ mình ăn thử xem có ngọt không. Bây giờ ta ăn thử chè của ta. Đây là một ly chè sâm Bổ Lượng. Đây là một tô chè sâm Bổ Lượng. Bây giờ thì ta có một tô chè sâm Bổ Lượng rất là ngon các bạn ạ. Tự vì mình nấu mình ăn thì mình nó đặc như vậy, chứ người ta bán người ta nấu loãng lắm. Mình nấu một lạng 100g hạt sen, 100g táo đỏ, 100g bo bo, 100g nhãn nhục và 20g phổ tai. Và một cái bông tuyết, bông tuyết. Các bạn và các cháu ạ, sâm Bổ Lượng này cũng rất là dễ nấu, không có gì khó ấy. Mình chỉ mua hạt sen về mình hầm. Mình có thể mua hạt sen tươi cũng được, hạt sen khô cũng được. Nhưng mà ta hầm hạt sen thì ta đừng có đậy nắp. Ta đậy nắp khi nào nó trào ta phải mở nắp ra, chứ không thì nó trào hết. Còn bo bo thì mình nấu bo bo như nấu cháo vậy. Hạt sen, hầm hạt sen và nấu bo bo như nấu cháo. Còn nấm tuyết ấy, thì ta không phải nấu. Và cái táo này thì ta nấu đường lên. Ta nấu đường cho tan, xong rồi ta bỏ vô tô đun sôi một lát là được. Còn nhãn vậy, bỏ vô ngâm trước, xong rồi bỏ vô đun lên sôi là được. Còn cái phổ tai với nấm tuyết ta không phải nấu. Hạt sen thì ta hầm riêng rồi. Ta có thể thiếu nấm tuyết được, chứ còn bo bo là 1, táo là 2, phổ tai là 3, nhãn là 4, sen là 5 thì bắt buộc phải có. Có thể thiếu sen không thiếu được, bo bo, táo, phổ tai, nhãn, sen bắt buộc phải có. Nấm tuyết thì không có cũng được, kỷ tử ta không có cũng được. Có cháu á, thì hỏi cô, mình xin nói một điều như vậy. Có cháu hỏi cô rang húng liều á, với đậu phộng mà không có húng liều thì làm sao? Không có húng liều thì làm sao mà làm được? Cháu hỏi cô như vậy thì cô cũng chịu. Cô bảo cháu ra tiệm thuốc bắc mua 20.000 thì rất là nhiều. Một lần làm có một muỗng thôi mà 20.000 rất nhiều. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.